Dương Điếu xin chào các bác nha. Hôm nay Dương Điếu có một đôi điếu, một điếu tre, một điếu nữa cho các bác nào chơi. Đấy, điếu tặng cho bạn bè hay cho người thân. Mẫu điếu cày báo cho em nha. Đây những con điếu hip hop của các bác luôn nha, hàng cao cấp cho các bác. Ở bên tay trái trước màn hình em đây là một chiếc điếu tre gai ba đốt phong thủy thì là cực kỳ đẹp. Đặc điểm của điếu là thiết kế cực kỳ là VIP và sang trọng cho các bác luôn. Nỏ của nó thì làm bằng nỏ hoa hồng cực kỳ là nghệ thuật, đục đẽo trên thân gỗ zin đét 100%, bộ râu cực kỳ là đẹp luôn, cực kỳ là điệu. Tại ở trên đây có những chú cóc và chim thần tài. Còn thiết kế của nó cặp đôi sừng cực kỳ là VIP luôn cho các bác, sừng dị độc. Ở bên phải màn hình em lên một chiếc điếu nữa lên nước lâu năm, thiết kế giữa đan lát mây kèm đồng kèm đế gỗ cho các bác, miệng gỗ. Đấy, chân là làm bằng chân sừng. Các bác nào có quan tâm đến con siêu phẩm nào thì có thể là liên hệ cho em qua số điện thoại 0982499386 hoặc là kết nối Zalo để được tham khảo những mẫu điếu để các bác điếu tặng, hoặc là chưa nghĩ những mẫu nào thì báo cho em nha. Đây là một em điếu nứa này, đã lên nước rất lâu năm rồi này, lên được cái màu như thế này là lên màu tự nhiên này. Còn em này đã hút bo được một tháng rồi, đang bén. Nói chung là tre thì sẽ lâu hơn nứa cái tỷ lệ lên màu. Đấy, con này thì nứa thì mắt rất đẹp này, sáng bóng này, rất bền mắt. Đấy, đan lát mây này, đây là bọc đồng và như nỏ này. Đấy, tế của nó cũng rất trang trí những cái chi tiết nhỏ. Cặp chân sừng cực kỳ là VIP nha. Rồi, bác nào quan tâm cái đôi siêu phẩm này thì liên hệ cho em, hay là cần em tư vấn những cái mẫu điếu tre điếu nữa thì cách chơi, cách chăm, cách bảo quản như thế nào thì cứ báo cho em nha. Rất vui được giao lưu và kết nối với các bác trên mọi miền tổ quốc. Đấy, số điện thoại của em xin nhắc lại là số điện thoại của em là 0982499386 để các bác được kết nối và giao lưu những cái mẫu điếu đẹp chơi trưng bày ngắm. Đấy, điếu không phải là các bác điếu bây giờ điếu hình thức là phải bày lên bàn chứ không phải là điếu cắm xô của dưới gầm bàn đâu các bác ạ. Những cái chiếc điếu này đặt lên bàn kệ nhà mình mới sang trọng được, phải không ạ? Đấy, nó cũng chỉ là chiếc điếu thôi nhưng mà những cái phụ kiện nó đi kèm nó xịn sò. Đấy, mình có thể đặt lên bàn trà này, nó cũng đẹp. Đấy, những cái chi tiết của những con điếu như thế này thì mình đặt lên nữa là vừa chơi vừa ngắm được không các bác? Rồi, cảm ơn các bác nhá.